Vâng chị ơi, thì hôm nay bên cơ sở đồ gỗ Gia Long của em có xin kê ra một mẫu sản phẩm bàn ăn phòng khách VIP với hàng là hàng đang là hàng nguyên khối, hàng VIP, hàng dày dặn. Thì hiện tại bác nào đang có quan tâm về mẫu sản phẩm này thì hãy bỏ ra cho em thời gian từ 2 đến 3 phút để em có thể nói qua về mẫu sản phẩm này cũng như là báo giá công khai với các bác về mẫu sản phẩm này. Vâng ạ. Thì đầu tiên đây, chiếc bàn dài của bên em hiện tại đang làm với kích thước thông số chiều dài là 2m4 rộng này. Phần bên em hiện tại đang rộng là rộng 70. Đấy. À, xin lỗi các bác, rộng là rộng 1m2 nhá. Hiện bên em đang làm rộng là rộng 1m2. Và phần khổ này hiện tại bên em đang làm là to 15 phân các bác nhá, hoàn toàn là liền gỗ luôn, hoàn toàn lục lạc. Đấy. Và cam kết là bảo hành cho các bác, hàng đã được lọc lựa ra kỹ càng cũng như là qua những khâu tẩm sấy để tránh cong vênh mối mọt đúng không ạ. Đây các bác xem này, hiện tại bàn ăn bên em đang làm là bàn ăn gồm là 8 ghế, thiết kế là phong cách hoàng gia Louis. Đấy. Đây quay luôn cho các bác, hoàn toàn là nguyên khối luôn. Đây các bác nghe em tiếng đập của em này, đấy rất là đanh, nghe cực kỳ là thích luôn. Và phần phía dưới này bên em đang làm là hai chân, cũng là chân nguyên khối luôn. Đây chất liệu gỗ là gỗ hương đá của Nam Phi nhá. Và cũng là khổ này, bên em đang làm khổ là khổ dày 12 phân. Đấy. Đấy các bạn thấy xem đường vân gỗ này, hoàn toàn là được lọc lựa ra kỹ càng, không tâm không đất cũng là không mối mọt rồi. Đấy. Và giới thiệu với các bác tiếp theo là phần ghế này. Thì phần ghế này hiện tại bên em đang làm kích thước thông số này. Đây. Hiện tại đang làm kích thước thông số là chiều cao là 1m1. Chiều cao đang làm là 1m1 này. Và thiết kế phần đỉnh này, phần trương này hiện tại bên em đang làm dày là dày 3 phân. Và được đục là hoa lá tây. Thiết kế là phong cách hoa Louis hoàng gia. Đấy, đỉnh giữa là hoa hồng kìa. Phần chân này hiện tại bên em đang làm là sâu vào là sâu 45. Và khuôn tranh, khuôn tranh hiện tại của chiếc ghế đang ngồi này là khuôn tranh dày 2,5 phân, đục ván trang. Đấy, đục ván trang cực kỳ là đẹp. Đây, quay qua cho các bác phần các phần ghế tiếp theo này. Đây, vân là được tuyển vân trộn gỗ cực kỳ là đục, cực kỳ là đẹp và lục lạc hàng. Đấy, vân là vân tuyển luôn rồi. Thì bác nào đang quan tâm về mẫu sản phẩm này cũng như là muốn về tại cơ sở của em xem chi tiết về mẫu sản phẩm này hơn, hiện tại bên cơ sở em đã làm ra rất là nhiều bàn ăn nguyên khối này, khoảng 12 chiếc bàn ăn đó. Đây các bạn ạ, hoàn toàn là đẹp cũng như là lục lạc hàng. Và giá của mỗi chiếc ghế này hiện tại bên em đang bán một chiếc ghế đơn này là giá 3 triệu trên một chiếc ghế. Đấy, 3 triệu trên một chiếc ghế nhá. Đây, quay qua chi tiết cho các bạn này. Và bác nào đang có quan tâm về mẫu sản phẩm này cũng như là muốn trao đổi thêm về với cơ sở thì hãy liên hệ ngay cho em nhá. Em ở tại địa chỉ Châu Phong, Yên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đó. Hoàn toàn nguyên khối các bạn ạ. Và số điện thoại của em đang để trên màn hình. Các bác nào nhanh tay để em có thể là bán nhanh bộ sản phẩm này hơn thì em sẽ để cho các bác giá là giá ưu đãi. Hiện tại bên cơ sở của em đang bán với bộ này là đang giá là 80 triệu đồng. Đó, gồm 8 ghế và 1 chiếc bàn nguyên khối. Này. Chi tiết hơn cho các bác này. Phần chân này hoàn toàn là gỗ này, gỗ tự nhiên. Bảo hành cho các bác là 10 năm về gỗ, lớp sơn là 5 năm. Và bên cơ sở đã hoàn thiện là gồm 4 lót và một màu BU cực kỳ đẹp. Đây các bạn hãy xem này, lớp sơn cũng là hoàn toàn là kỹ càng, sờ cực kỳ là mát, thích tay. Đây, sờ cực kỳ là mát luôn các bạn ạ, sờ như là da ngọc trinh luôn. Đây.